Chỉ số chứng khoán của Đức mở cửa ngày đầu tuần không thay đổi, tính từ Frankfurt. Chỉ số DAX vào lúc mở cửa ngày đầu tuần đã không có thay đổi sau cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính các nước của khối G20. Các phân tích gia cho rằng cuộc họp G20 đã không mang lại điều gì mới lạ. Các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới sau cuộc họp vào cuối tuần qua đã hứa hẹn không phá giá đồng tiền tệ để thúc đẩy xuất cảng nhằm dập tắt những lo lắng về cuộc chiến tranh tiền tệ giữa các nước kỹ nghệ chính. Các phân tích gia nói rằng cuộc họp chỉ đưa ra một viên thuốc giảm đau tránh chỉ trích Nhật Bản, nhưng ai cũng biết các nước đang trên hướng đi tới chiến tranh tiền tệ. Đồng yen đã yếu hơn trong sáng ngày hôm nay so với các đồng bạc chính khác. Khối G20 tránh đưa Nhật Bản ra chỉ trích nhưng đang tìm một giải pháp đằng sau hậu trường. Đồng euro đã tăng giá 0.15% so với đồng yen, trong lúc đồng Mỹ Kim cũng đã tăng giá 0.5% so với đồng yen. Nay cuộc họp của khối G20 đã kết thúc, thị trường lại lo ngại tới cuộc bầu cử tại Ý. Nếu ông Berlusconi đắc cử, ông ta sẽ phá bỏ hết những nỗ lực cải cách của Thủ tướng Monti. Ở Tây Ban Nha, tai tiếng tham nhũng sẽ làm cho chính phủ hiện nay khó hoạt động. Nếu Tây Ban Nha gặp khủng hoảng chính trị, sẽ ảnh hưởng đến Liên Âu và cuộc khủng hoảng đồng euro sẽ nổi lên trở lại.